Cả 4 nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở tại đèo Bà Lập, tỉnh Lâm Đồng đã được các lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy từ hôm qua. Và cho đến nay thì công tác khắc phục hậu quả của vụ sạt lở vẫn đang được triển khai. Và để có thêm thông tin thì chúng tôi đã kết nối điện thoại trực tiếp với ông Nguyễn Văn Thành là giám đốc khu quản lý đường bộ 4. Xin chào ông, xin ông cho biết là đến thời điểm này thì công tác khắc phục sự cố sạt lở đang được thực hiện đến đâu và bao giờ thì giao thông trên tuyến mới có thể hoạt động trở lại? Đến nay thì các lực lượng quản lý đường bộ phối hợp cùng với lực lượng cứu hộ cứu nạn của và các ban ngành của địa phương như công an rồi phòng cháy chữa cháy thì hôm nay thì là cơ bản cái việc khắc phục cái điểm sạt lở đã hoàn thành. Hiện nay thì các phương tiện thì chưa được phép lưu thông bởi vì dự kiến sẽ có một cái lượng mưa rất lớn. Nên các lực lượng túc trực ở trên tuyến để tiếp tục theo dõi coi thử những cái điểm sạt trượt có nguy cơ phát sinh, và nếu mà mọi việc mà trên tuyến mà không có vấn đề gì thì sẽ chính thức thông tuyến. Vâng, hiện tại thì vẫn còn có mưa lớn tại khu vực ở miền Trung Tây Nguyên. Theo ông thì nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường này như thế nào và ông có khuyến cáo gì đối với người dân để có thể đảm bảo an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường? Tỉnh Lâm Đồng thì cái đoạn đèo nhiều thì hiện nay có cũng hơn 163 cái điểm có nguy cơ sạt lở mái ta luy dương của người ta đi học. Các đơn vị quản lý và cùng đơn vị tư vấn của khu cũng đã tiến hành khảo sát để có cái biện pháp và ứng cứu khi cái sạt lở nó xảy ra. Để khuyến cáo cái đơn vị đặc biệt là đi lưu thông trên tuyến này thì phải tuân thủ các luật và giao thông, và đặc biệt là không có được đậu đỗ ở những cái đoạn đường mà đèo mà có nguy cơ sạt lở. Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ.